Tương truyền rằng, trong khu mộ tại nhà thờ Westminster, London, Anh Quốc, giữa những tấm bia mộ của nhiều nhà lãnh đạo và những người nổi tiếng thế giới, có một tấm bia mộ đặc biệt ghi lại vài lời tâm sự khi sắp lìa đời. Có người cho rằng đó là một bài học cuộc sống sâu sắc, có người lại nói đó là một nhân cách hướng nội, cũng có người lại liên tưởng tới triết lý tu thân, tể gia, trị quốc, bình thiên hạ, thay đổi chính mình để thay đổi thế giới, nổi tiếng của phương Đông. Kỳ thực, đây là một tấm bia vô danh, dù nó ở cùng nơi với bia mộ của những người nổi tiếng như vua Hannibal, George II, cho đến những xác lì Dickens, Isaac Newton, Stephen Hawking. Một tấm bia vô danh nằm cạnh các danh nhân như vậy, xem ra có phần nhỏ bé. Tuy nhiên nhiều người lại xúc động khi đọc những dòng chữ khắc trên tấm bia mộ này. Khi tôi còn trẻ, còn tự do, trí tưởng tượng của tôi không bị giới hạn, tôi đã mơ thay đổi thế giới. Khi tôi đã lớn hơn, khôn ngoan hơn, tôi phát hiện ra tôi sẽ không thay đổi được thế giới. Vì vậy tôi rút ngắn ước mơ của mình lại và quyết định chỉ thay đổi đất nước của tôi. Nhưng cũng như vậy, dường như đất nước không thể thay đổi được. Khi tôi bước vào những năm cuối đời, trong một cố gắng cuối cùng, tôi quyết định chỉ thay đổi gia đình tôi, những người gần nhất với tôi. Nhưng than ôi, điều này cũng là không thể. Và bây giờ, khi nằm trên giường, lúc sắp lìa đời, tôi chợt nhận ra. Nếu như tôi bắt đầu thay đổi bản thân mình trước, lấy mình làm tấm gương, thì có thể thay đổi được gia đình mình. Với sự giúp đỡ, động viên của gia đình mình, tôi có thể làm điều gì đó thay đổi đất nước. Và biết đâu đấy, tôi thậm chí có thể làm thay đổi thế giới. Dựa núi núi đổ, dựa cây cây ngã, cậy người người chạy, chúng ta có thể nhờ vả người khác, nhưng không thể ỷ lại quá nhiều. Một khi quý nhân ngã quỵ, bạn cũng gặp xui xẻo theo. Đời người không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, cho dù may mắn đến mấy, có năng lực xuất chúng cũng khó tránh khỏi va phải trắc trở cản lối. Song chính những thăng trầm này đã khiến cuộc sống trở nên muôn màu muôn vẻ. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là không phải ai cũng có thể đứng dậy sau cú vấp ngã hoặc leo lên khỏi hố sâu cuộc đời. Người leo lên được có thể ngắm cảnh sắc thiên nhiên vô tận, nhưng người không làm được chắc chắn thụt lùi, dần bị thế giới lãng quên. Vậy một người có thể làm gì để xoay chuyển vận mệnh một cách nhanh chóng? Cổ nhân Quỷ Cốc Tử, bậc thầy của những triết lý đời người, đã nhìn ra và để lại ba câu này, dạy mọi người cách thoát ra khỏi hố sâu tăm tối và tránh đi đường vòng. Môi trường là số phận, cơ hội là vận may. Cái gọi là số phận chính là sự giao thoa giữa vận mệnh và vận may. Vận mệnh chỉ môi trường chúng ta đang sống. Số phận của mỗi người đều khác nhau. Có người sinh ra đã phú quý, sống trong nhung lụa. Có người nghèo khó, loay hoay để tìm thấy cảm giác an toàn từ đồng tiền mang lại. Số phận không dễ thay đổi. Vậy thì có đúng là người sinh ra trong nghèo khó phải chấp nhận bỏ cuộc sao? Không, muốn thay đổi vận mệnh nhất định phải dựa vào vận thế. Cho dù xuất phát điểm có tồi tệ đến đâu, sớm muộn cũng phát tài. Song không chỉ cần may mắn mà con người còn cần có sự sáng suốt mạnh mẽ. Có nghĩa là, nếu bạn nắm bắt được vận may, ngay cả khi khả năng tầm thường, bạn cũng có thể làm nên chuyện. Vậy, làm thế nào để nắm bắt vận may? Điều này đòi hỏi bạn phải chú ý và phân tích môi trường chung, hiểu nhu cầu phát triển của xã hội và điều chỉnh dựa trên tình hình thực tế của chính bạn. Ví dụ, trước đây khi kinh doanh, môi trường chung đều theo đuổi giá rẻ. Chỉ cần đủ rẻ thì chắc chắn sẽ bán chạy. Nhưng hiện nay, môi trường chung đã thay đổi. Nó trở thành việc theo đuổi chất lượng. Do đó thay đổi lúc này là cần thiết để thay đổi cục diện, cứu lấy miếng cơm manh áo của mình. Lấy một ví dụ cá nhân khác, trước đây, môi trường chung là chịu đựng khó khăn và làm việc không ngừng nghỉ. Bạn phải tạo ra sự khác biệt. Bây giờ, bạn đã bước vào một môi trường đa dạng. Làm việc chăm chỉ chưa chắc đã mang lại lợi ích cho bạn. Có khả năng, có đầu óc nhạy bén mới kiếm được nhiều tiền. Vì vậy, có thể vạch xuất phát không được như người ta, nhưng đừng phàn nàn về số phận. Chỉ bằng cách biết cách quan sát vận may trong tương lai, bạn mới có thể mang lại may mắn cho bản thân và tìm thấy thành công. Tham vọng quá nhiều,
lợi ích không thấy đâu mà chỉ toàn quả đắng. Nếu một người có quá nhiều tham vọng thì sức lực sẽ bị phân bổ nhiều hướng, dẫn đến nhu nhược ý chí, cuối cùng chẳng đạt được gì. Có người từng hỏi tỷ phú người Mỹ Warren Buffett làm thế nào để thành công như ông. Buffett đã trả lời như sau. Trước hết, bạn phải chọn ra 25 thứ mà bạn đặc biệt muốn. Sau đó sắp xếp chúng theo thứ tự quan trọng và tiếp tục làm phép trừ. Và cuối cùng chỉ còn lại 5 thứ. Nghe vậy, người kia nói, tôi hiểu. Bước tiếp theo là làm 5 điều này với tất cả sức lực của mình và thực hiện 20 điều còn lại nếu có cơ hội. Tuy nhiên, Buffett lại đáp, không, điều đó hoàn toàn sai. Bạn phải tránh 20 mục tiêu kia như tránh bệnh dịch. Bởi vốn dĩ đã rất khó để một người có thể thực hiện tốt 5 mục tiêu. Quả thực, sức người là có hạn. Nếu phân tán sức lực cho quá nhiều mục tiêu thì quá trình chưa chắc được thực hiện đến nơi đến chốn. Bạn có vẻ rất bận rộn và mệt mỏi, nhưng không một chuyện nào được làm tốt cả. Điều này giống như một người thợ săn cùng lúc nhắm vào nhiều mục tiêu, lần lượt đuổi theo mục tiêu này, truy đuổi mục tiêu khác, trông có vẻ rất cần mẫn, nhưng cuối cùng lại trắng tay. Đối với thợ săn thông minh, mục tiêu của họ thường là duy nhất, tỷ lệ thành công tăng lên ngay lập tức. Một người suy nghĩ nhiều cũng không phải là chuyện xấu, nhưng nếu cứ do dự, không quả quyết và phân tán sự tập trung thì nhất định không đi đến đâu. Chỉ khi biết cách từ bỏ một số mục tiêu và tập trung vào số ít, bạn mới có thể đẩy nhanh tốc độ và đến nơi bạn muốn nhanh hơn. Trên đời không có cái gì luôn cao quý và bất biến. Câu nói trên đời không có cái gì luôn cao quý nhắc nhở chúng ta đừng quá ỷ lại vào người khác. Bởi trên đời này không có quý nhân mãi mãi giúp đỡ chúng ta. Như câu nói dựa núi núi đổ, dựa cây cây ngã, cậy người người chạy, chúng ta có thể nhờ vả người khác, nhưng không thể ỷ lại quá nhiều. Ngược lại, một khi quý nhân ngã quỵ, bạn cũng gặp xui xẻo theo. Hành sự không có nguyên tắc cố định bất biến, và con người phải biết điều chỉnh hành vi theo sự thay đổi. Ví dụ, khi duy trì các mối quan hệ, nhiều người chỉ chú ý đến đối phương là người hữu ích và quyền lực. Kết quả là một khi nhóm quan hệ được cho là có giá trị này không còn nữa, họ sẽ không còn gì cả. Cũng giống như trong môi trường công sở, nhiều người đã quen với sự ổn định hiện tại, thậm chí làm việc như một cái máy và quá quen nằm trong vùng an toàn. Song thời thế thay đổi, bạn cũng không thể chắc công việc cứ mãi như thế và liệu bản thân đủ năng lực để tranh đấu với thế hệ tiếp theo hay không. Lúc này, đào thải là chuyện sớm muộn. Vì vậy, người thông minh thường biết cách phán đoán và điều chỉnh theo tình hình thực tế. Mọi chuyện xảy ra không vướng bận, hãy rộng lượng một chút, rồi phước lành sẽ đến với bạn. Cuộc sống luôn có những điều khiến bạn không vừa ý. Đường đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ, chỉ cần bạn không vướng bận, tâm an và rộng lượng hơn thì phúc khí sẽ tự nhiên đến. Nếu cứ cố chấp, lòng người càng lún sâu, bạn sẽ sa vào vũng lầy của cuộc đời. Có người luôn than thân trách phận, cả đời bình thản, chẳng làm nên chuyện lớn nên trong lòng âu lo, bất lực rồi gục ngã. Lại có người cuộc đời chỉ luôn gặp những điều bất thường, suốt ngày bận bịu, sóng gió liên tục ập đến. Vậy nên họ mới buông lời than vãn sự bất công. Trên thực tế, cuộc sống luôn công bằng với tất cả, chỉ là có những người, họ hóa giải được những vướng mắc trong lòng. Họ nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, dùng đại khí như một vũ khí sắc bén để cắt đứt mọi cảm xúc tiêu cực. Họ tin chắc rằng ánh dương sẽ luôn chiếu qua những kẽ hở. Cuộc sống không chỉ có hai màu đen trắng, mà còn có những màu sắc sặc sỡ hơn, như cầu vồng sẽ xuất hiện lộng lẫy sau cơn mưa. Người đại khí luôn có trái tim rộng lớn, kiên định, bất khuất. Dù đối mặt với muôn vàn khó khăn, họ cũng có thể ổn định và giải quyết từng việc một. Gặp người xấu, mỉm cười cho qua, càng căm hận càng kém phúc. Trong cuộc đời này có quá nhiều chuyện không vừa ý, nếu cứ để tâm từng chút một, liệu bạn có còn hạnh phúc? Bạn bè với nhau, khi khó khăn, tôi giúp bạn. Nhưng khi tôi cần, bạn lại né tránh vì sợ gặp rắc rối. Tình bạn vì thế mà tan vỡ. Nhiều người sống trên đời chỉ để oán hận. Nếu trong tim chỉ có thù hận, liệu mặt trời có còn soi sáng được cuộc đời họ?
Nếu nhất quyết làm lớn những vấn đề nhỏ nhặt không chỉ khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi mà còn làm mối quan hệ trở nên tồi tệ hơn. Thay vào đó, hãy nhìn nhận vấn đề ở một góc độ tích cực hơn. Có thể bạn mất một khoản tiền để mua một bài học quý giá cho cuộc đời. Bạn biết được người bên cạnh có đáng tin hay không? Chuyện qua rồi thì để nó qua đi. Dù có vướng bận thế nào cũng không có ích gì. Hãy mỉm cười và đi tiếp. Như hạt bụi nhỏ bám trên quần áo, chỉ cần phủi chúng đi là sạch. Vậy cớ sao lại bạn phải vứt quần áo đi? Người có đại khí, trong lòng có biển, chứa được trăm sông, thu được phúc khí của đời. Đường đời rộng mà cũng hẹp, cũng giống như lòng người, trong tâm là biển lớn hay đường nhỏ quanh co, mấu chốt là phải nhìn vào tâm thái của mình. Người đại khí, không vướng bận quá khứ, sẽ sống vui vẻ, an yên. Họ trút bỏ những bất bình và chấp niệm với số phận, nhìn nhận về thế giới đa chiều. Người có đại khí, trái tim trở thành biển cả, chứa đựng những dòng sông. Họ có thể biến những bất công biến thành sự bình lặng, sống đúng với con người của mình, không sân si, không mù quáng. Đại khí là một dạng tài phú, là cội nguồn cơ bản của các phước lành. Người có đại khí sống hòa thuận, rộng rãi với mọi người. Dù rời đi họ cũng được người người yêu quý, lưu luyến. Bất kể là tiền bạc hay công đức, chỉ cần giúp được họ sẽ giúp. Những người đại khí thường suy nghĩ thấu đáo và rất hào phóng trong cách cư xử với thế gian. Bởi vậy họ thường chiếm được cảm tình của những người xung quanh, đồng thời cũng thu hút được phúc khí trong cuộc sống. Cuộc sống vốn không dễ dàng, làm người có phúc lại càng khó hơn. Điều đó phụ thuộc vào tấm lòng chân thành, vị tha, với cái tâm bao dung của chính mình. Không phải ai sinh ra cũng có số ngậm thìa vàng. Cuộc đời ra sao là do tự tay tạo nên, miễn là biết tận dụng năng lượng của bản thân để làm động lực phấn đấu. Chúng ta đang tồn tại trong một thế giới mà nếu không thuộc tầng lớp phú nhị đại, con cái của những người giàu có, việc tự mình lập nghiệp là chẳng hề dễ dàng. Có thể bạn đã từng đọc không ít cuốn sách về thành công, từng xem nhiều bộ phim truyền cảm hứng, thấy kha khá những tấm gương thành công ở xung quanh mình. Thế nhưng, khi đến lượt bản thân thực hành, mọi chuyện lại không suôn sẻ, như thể số phận muốn đùa giỡn với bạn. Nhiều người dành cả đời để làm việc chăm chỉ nhưng cứ luôn bị thách thức và chông gai cản trở. Dần dần, họ vì thất bại mà sinh chán nản, nghĩ rằng mình chẳng thể thành công, tương lai tựa hồ quá mong manh. Kỳ thực, những điều trên cũng chẳng phải vấn đề, quan trọng là bạn đã không tuân thủ định luật năng lượng của cuộc sống. Nếu như cơ thể và trái tim con người cần năng lượng để tồn tại thì sự tiến bộ và phát triển của xã hội cũng chẳng thể nằm ngoài quy luật đó. Chỉ khi cảm thấy tràn đầy năng lượng từ tinh thần đến cơ thể, từ trong ra ngoài, bạn mới có động lực để phấn đấu, mới không mất tinh thần chiến đấu. Chỉ đến lúc ấy, bạn mới có thể phát huy toàn bộ sức lực để thành công, dám cạnh tranh không từ bỏ dù là một tia hy vọng nhỏ nhoi. Năng lượng đến từ sự tự tin vào bản thân. Thiếu niềm tin vào bản thân, bạn chỉ có thể dựa dẫm vào xuất thân và bối cảnh của mình, chỉ biết trông cậy vào sự may mắn từ trên trời rơi xuống. Cứ như vậy, khả năng thành công của bạn là vô cùng thấp, thậm chí là vô vọng. Muốn thành công, nhất định phải có đủ năng lượng. Muốn có năng lượng, nhất định phải tin vào bản thân. Bởi lẽ, lòng tin chính là nguồn năng lượng bất tận mà ai cũng cần có. Biết tin tưởng vào bản thân, bạn sẽ dám chịu trách nhiệm hoàn toàn với cuộc đời mình. Ý chí trở nên kiên định, bạn sẽ chống lại được cám dỗ và tác động từ bên ngoài, chuyển bại thành thắng. Chỉ cần không để tâm trí sao nhãng, nghĩ ngợi vẩn vơ, bạn nhất định sẽ làm nên chuyện. Năng lượng đến từ giấc ngủ ngon. Một người bị cuộc đời vùi dập, nhất định trong chốc lát sẽ không thể gượng dậy nổi. Cơm không thiết ăn, trà không thiết uống, ban đêm nằm cũng không thể chập mắt. Thế nhưng, bộ dạng này chẳng giải quyết được bất kỳ vấn đề gì. Điều bạn cần là gỡ bỏ nút thắt trong lòng mình để có thể an tâm mà thư giãn. Mất ngủ hay trằn trọc sẽ khiến cơ thể bạn thêm suy nhược, tổn hại đến năng lượng nội tại. Do đó, để ổn định năng lượng, bạn cần trút bỏ gánh nặng đang đè nén trong tim, quên đi mọi âu lo mà lên giường đi ngủ. Chỉ khi ấy,
bạn mới có thể tỉnh dậy và bắt đầu ngày mới bằng một cơ thể khỏe mạnh và tâm thế vui vẻ. Để lại muộn phiền trong giấc mơ, thêm dũng khí mà đối mặt với thực tại. Năng lượng đến từ việc ăn no, uống đủ và mặc ấm. Lòng người vừa phức tạp, vừa kỳ diệu, nhưng cũng rất dễ sa ngã. Chỉ khi sống trong môi trường thoải mái và quen thuộc con người mới có thể phát huy sáng tạo, làm nên kỳ tích. Vậy mới nói, yếu tố từ môi trường bên ngoài có ảnh hưởng lớn đến nhường nào, trong đó quan trọng nhất vẫn là chuyện ăn no, uống đủ và mặc ấm. Chúng vừa là nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể, vừa là thứ đảm bảo bạn không bị phân tâm. Đối với người đang muốn phấn đấu thành công, điều cấm kỵ nhất là để mình bị sao nhãng bởi mối lo cơm áo gạo tiền. Cứ như vậy, họ sẽ không thể tập trung vào điều mình muốn làm bởi còn phải giải quyết những vấn đề trên, vừa lãng phí sức lực cùng thời gian, lại hạn chế khả năng và con đường mình chọn. Muốn phát huy năng lực một cách tốt nhất, bạn phải dung hòa được những yếu tố ngoại cảnh, có đủ sức khỏe và năng lượng để vận dụng não bộ. Năng lượng đến từ việc tĩnh tâm suy nghĩ. Năng lượng tinh thần của một người có thể đến từ rất nhiều nguồn. Đó có thể là lời nói của thánh hiền, tấm gương thần tượng, tình yêu thương từ người thân và bạn bè, lòng tự tin vào bản thân và cả cách suy nghĩ. Tuy nhiên, thứ năng lượng dồi dào nhất chính là sức mạnh của tư duy. Khi cuộc đời trở nên bế tắc, có thể bạn sẽ chẳng còn người thân hay bạn bè bên cạnh, hình mẫu hay thần tượng lại ở quá xa, lời nói của thánh nhân cũng trở nên phi thực tế. Sự tự tin tất nhiên là cần thiết, nhưng học cách tĩnh tâm suy nghĩ mới là điều quan trọng. Đối đầu với nghịch cảnh mà biết tĩnh tâm suy nghĩ, bạn sẽ tìm thấy cho mình một nguồn năng lượng để tiếp tục, một con đường để thành công. Tư duy sẽ giúp bạn xác định phương hướng, thiết lập kế hoạch, làm việc có tổ chức. Nhờ đó mà trí tuệ cũng thêm phần phát triển, tính cẩn thận ngày càng được rèn giũa. Biết suy nghĩ cho chính mình tức là bạn có cơ hội chuyển bại thành thắng, kiểm soát tình hình dễ dàng hơn. Năng lượng đến từ năng lực vững vàng. Cho dù số phận có tồi tệ ra sao, cơ hội mong manh đến mức nào, bạn cũng phải kiên trì rèn luyện trong một lĩnh vực nhất định, biến đó thành năng lực vững vàng của bản thân. Ít nhất, bạn phải biết được những thứ người khác chưa rõ, thạo được những thứ mà người chưa thông. Làm như vậy đem tới rất nhiều lợi ích, bởi vì khi bạn có năng lực vững vàng, mọi công việc đều trở nên giống nhau. Lúc ấy chỉ cần kinh nghiệm và trực giác là có thể hoàn thành dễ dàng. Ngoài ra, việc này cũng sẽ giúp bạn tích lũy năng lượng, rèn luyện trí tuệ và trau dồi sự tự tin, khả năng kiểm soát và nhận thức của bản thân. Năng lực chính là công cụ để bạn gây dựng danh tiếng, vốn liếng để duy trì địa vị và cũng là vũ khí để bảo vệ chính mình. Năng lượng đến từ việc điều chỉnh các mối quan hệ giữa các cá nhân. Bất luận năng lượng của bạn có dồi dào đến mức nào, bạn tuyệt đối không được khinh thường lòng người. Sức mạnh lớn nhất trên thế giới này không thuộc về một người mà là một nhóm người. Lòng người có thể nâng thuyền lên thì cũng có thể lật thuyền xuống. Vì thế, bạn không thể đắc tội với những mối quan hệ cá nhân này, cũng không thể tùy tiện mà xóa bỏ chúng, bởi toàn bộ nguồn năng lượng đều nằm cả ở đây. Sự ủng hộ và khuyến khích của gia đình và bạn bè chính là một nguồn năng lượng quan trọng, bởi họ có nhiều khả năng và tài nguyên để giúp bạn thành công. Với một người đang phấn đấu như bạn, việc điều chỉnh các mối quan hệ này là vô cùng quan trọng. Thành công là gì? Là nhiều con người cùng nhau làm nên việc lớn. Do đó, dù tâm trạng của bạn có tệ đến đâu, cũng đừng bao giờ bỏ qua năng lượng từ các mối quan hệ giữa các cá nhân này. Định luật năng lượng thực sự là một thứ rất tuyệt vời. Bạn càng có nhiều năng lượng, khả năng chống đỡ với sóng gió cuộc đời của bạn càng cao. Chỉ cần bạn biết cách kiểm soát và tận dụng nó mỗi ngày, thành công ắt sẽ tới vào một ngày không xa. Thiên tài trong mắt mọi người không phải người tài năng hạng nhất, mà chính là những người dám nỗ lực liên tục và đến cùng. Chỉ cần dám kiên trì tôi luyện bản thân trong 10.000 giờ, dù bất cứ ai cũng có thể thay đổi từ bình thường thành phi thường. Trên thế giới này sẽ không có nhiều phím tắt đến thế, không có ai có thể đi một bước liền chạm đến thiên đường. Nếu bạn không nỗ lực, bạn chỉ mãi là cái bóng chạy sau kẻ khác. Muốn tạo ra phím tắt riêng cho cuộc đời mình, cách tốt nhất là tự giác kỷ luật. Kiên trì nỗ lực là con đường gần nhất đi đến ước mơ. Vài năm trước,
một người bạn đại học của tôi dự định sau này ra trường sẽ học lên thạc sĩ ở nước ngoài. Vì thế, cậu ấy dành rất nhiều thời gian để đến thư viện đọc sách và tự học. Trong năm đầu tiên, thành tích trong lớp của cậu ấy rất tốt, thi thử IELTS được 5.5 điểm. Đến năm thứ hai, vì để kiếm thêm tiền học phí, cậu ấy học xong ở trường liền phải tiếp tục đi làm thêm. Thời gian khá eo hẹp, nhưng cậu ấy vẫn không hề bỏ cuộc. Hôm nào cuối tuần, tôi cũng thấy cậu ấy ngồi đọc chăm chú một cuốn sách nào đó, có cuốn dày như viên gạch và rất khó đọc. Năm đó, cậu ấy không vội thi lấy bằng, chỉ đầu tư toàn phần cho việc học. Đến sau học kỳ một năm thứ ba, cậu ấy đăng ký thi và đạt số điểm 8.0 AL, một thành tích đáng ngưỡng mộ. Là sinh viên ưu tú của khối, hồ sơ cậu ấy chuẩn bị nhanh chóng được các trường ở Anh nhận và xem xét. Kết quả, không chỉ một mà có đến ba trường dùng suất học bổng toàn phần để mời cậu ấy sang Anh du học ngay khi vừa kết thúc chương trình đại học. Ngày cậu ấy nhận được giấy báo, tôi thấy cậu ấy mỉm cười nói, 3 năm làm việc chăm chỉ, cuối cùng cũng đã có kết quả rồi. Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại bộc lộ biết bao cảm xúc, mồ hôi và công sức, nhưng giờ đây mọi thứ đều đáng giá. Nỗ lực hết mình và kiên trì đến cùng là con đường ngắn nhất để chạm đến ước mơ của bạn. Có thể tại thời điểm hiện tại, những hành động bạn đang làm không đáng kể, chỉ là đang ghi nhớ vài chục từ vựng, đọc vài trang sách, chạy bộ trong 10 phút. Nhưng nếu kéo dài hành động tầm thường đó trong suốt một tháng, một năm thì sao? Những người biết tư duy lâu dài mới nhìn thấy tương lai. Nhiều người thấy thật quá khó khăn để kiên trì nó trong một thời gian dài. Nhưng cao thủ thực sự trước giờ chưa từng nói không với điều này. Bởi vì họ chấp nhận đổ mồ hôi trước, sau đó sống cuộc sống mà họ muốn trong tương lai. Ngược lại, nếu bạn chọn sống thoải mái lúc này, tương lai nhất định sẽ có một ngày bạn phải đau đầu nhức óc, bận tâm đủ thứ về cuộc sống. Kỷ luật tự giác tốt nhất là học cách kiểm soát. Kỷ luật không thể tách rời với nỗ lực. Một từ khác liên quan đến kỷ luật chính là kiểm soát. Ví dụ đơn giản chính là việc ăn kiêng hoặc sinh hoạt thường ngày. Đồng nghiệp của tôi có một thói quen rất đáng ngưỡng mộ. Mỗi ngày đều thức dậy lúc 5 giờ sáng. Theo lời cô ấy, thức dậy sớm, bạn có thể ngắm nhìn bầu trời từ từ hừng sáng, nghe tiếng chim hót hoặc yên tĩnh đọc sách. Thỉnh thoảng, có thể chơi thể thao, làm bữa sáng yêu thích hoặc thong thả chọn trang phục muốn mặc hôm nay. Nhiều người sẽ hỏi, làm thế nào để kiên trì? Nếu ước mơ của bạn đủ kiên định, bạn có thể kiên trì. Nếu ước mơ của bạn chỉ trong nhất thời, bạn rất dễ từ bỏ nó. Kỷ luật tự giác xuất phát từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Chỉ có kiên trì được những việc nhỏ trước mới có thể làm được những việc lớn sau. Benjamin Franklin đã từng tóm tắt 13 phẩm chất tốt trong cuốn tự truyện của mình, mà chương đầu tiên chính là kiểm soát. Kiểm soát chính là bạn dám vì mục tiêu mà buông bỏ sở thích, những thức ăn ngon, game hay, quần áo đẹp, những thứ cám dỗ bạn mỗi ngày. Chỉ có học cách kiểm soát, chúng ta mới có thể mở rộng cuộc sống. Nếu bạn luôn ở trong thế kỷ luật tự giác không liên tục, bạn sẽ không thể trải nghiệm những tự do khác trong thế giới ngoài kia. Tôi muốn đăng ký tập gym, nhưng vì vô số lý do đến tận bây giờ vẫn chưa đăng ký được ở phòng tập nào. Tôi dự định đọc hết cuốn sách, nhưng vì cô bạn gửi tin nhắn qua 8 chuyện, nên sau 10 phút vẫn chỉ dừng lại ở trang đầu. Tôi tính tự nấu ăn, nhưng nghĩ lại ăn uống ở nhà mắc công đi chợ, mua thực phẩm, về còn chế biến, nấu nướng, ăn xong còn phải rửa chén. Vì vậy quyết định xách ví ra quán ăn luôn cho tiện. Đây không phải là những điều mà mọi người rất quen thuộc hay sao? Không chịu hành động mà tìm mọi lý do để trì hoãn, chỉ biết chìm mình trong sự thoải mái ngắn hạn. Tuy nhiên, tất cả những thứ như phim ảnh, trò chơi chỉ có thể mang lại niềm vui nhất thời. Tại sao cao thủ thực sự luôn tìm thấy con đường của mình và tiếp tục nỗ lực? Là vì hiệu ứng lãi kép. Bất luận là sự tăng trưởng cá nhân hay đầu tư, đều tuân theo hiệu ứng lãi kép. Nếu bạn tập trung về một hướng,
nỗ lực đến cùng cho một việc, bạn có thể tích lũy càng nhiều kinh nghiệm vào phương pháp và chúng sẽ như một quả cầu tuyết được chính chúng ta đắp nặn, ngày một lớn hơn. Ngược lại, nếu hay thay đổi đường đua, sẽ giống như việc chúng ta dùng quả cầu tuyết mà mình dày công đắp nặn ném đi lung tung rồi phải bắt đầu lại từ đầu. Tìm đúng hướng và tiếp tục nỗ lực chắc chắn sẽ đạt được kết quả tốt. Trong cuốn sách Những kẻ xuất chúng của nhà văn Malcolm Gladwell có một đoạn thế này. Thiên tài trong mắt mọi người không phải người tài năng hạng nhất, mà chính là những người nỗ lực liên tục và đến cùng. Chỉ cần dám kiên trì tôi luyện bản thân trong 10.000 giờ, dù bất cứ ai cũng có thể thay đổi từ bình thường thành phi thường. Cao thủ thực sự đều chấp nhận đắng trước ngọt sau. Nhắc đến kỷ luật tự giác, có người từng ẩn dụ rất sống động. Kỷ luật tự giác giống như cơ bắp, bạn càng tập luyện nhiều, bạn càng trở nên mạnh mẽ. Bạn càng ít rèn luyện, bạn sẽ càng yếu đuối. Đây là một quá trình rèn luyện tiến bộ để hình thành nên những thói quen tốt. Đây là chìa khóa cho cánh cửa phát triển. Hãy rèn luyện nó từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống, sau đó mới mở rộng phạm vi mục tiêu lớn hơn. Đừng ngại mệt hay khó khăn, vì thà rằng nhân lúc còn trẻ hãy uống cà phê đắng trước để cả đời sau này được sống an nhàn. Trong cuốn này, Lão Tử dùng từ đạo để giải thích về sự phát triển biến hóa của vạn vật trong vũ trụ. Những triết lý về cuộc sống của ông trong cuốn sách khiến người đời và hậu thế phải nghiêng mình khâm phục. Trong đó, có bốn triết lý từ đặc tính của nước có thể dạy cho chúng ta những bài học đắt giá. Nếu ai lĩnh hội được thì sống an nhiên cả một đời. Cứng cỏi thì chết, mềm mại thì sống. Trong cuốn Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã viết: kiên cường giả tử chi đồ, nhu nhược giả sinh chi đồ. Kiên cường sử hạ, nhu nhược sử thượng. Ý tứ chỉ cứng cỏi thì chết, mềm mại mới sống. Cứng cỏi thì kém, mềm mại vẫn hơn. Lão Tử cũng viết: thiên hạ mặc nhu nhược vu thủy, nhi công kiên cường giả mặc chi năng thắng, kỳ vô dĩ dịch chi. Nhược chi thắng cường, nhu chi thắng cương. Thiên hạ mặc bất chi, mặc năng hành. Ý nói trong thiên hạ không gì mềm yếu hơn nước, thế mà nước lại công phá được tất cả những gì cứng rắn. Nước tưởng chừng như yếu đuối và hèn mọn, nhưng nhờ sức mạnh của dòng chảy, nước có thể xuyên qua núi đá, phá hủy nhà cửa. Không có sức mạnh nào có thể ngăn chặn hay đánh bại nước. Mềm thắng cứng, yếu thắng mạnh, thiên hạ ai cũng biết thế, nhưng chẳng có ai làm được. Dịu dàng như dòng nước, êm mắt nhún nhường, nước có vẻ mềm yếu hơn tất cả nhưng lại mạnh hơn tất cả. Bởi vì không phải đá hay lửa thắng được nước mà là nước chảy đá mòn. Con người chỉ có khiêm nhường mới có thể bao dung và tồn tại được lâu dài, giống như nước vậy. Khi chúng ta tư duy như nước, chúng ta có thể học cách cư xử từ tốn hơn, giảm thiểu những gì còn thô cứng và kiềm chế thái độ của bản thân cũng như của người khác. Khi sắp nổi giận, chúng ta hãy nghĩ về cảm giác thư thái và dễ chịu dưới dòng nước mát lạnh. Có thể chúng ta sẽ ngăn được một cuộc xung đột, cãi vã không đáng có. Hiểu về nước không chỉ giúp ta có thái độ ứng xử tốt hơn, thay đổi tâm tính hoặc trở thành người thầy dẫn lối cho ta trong cuộc sống, mà nước còn là ma trận chung của mọi sự sinh trưởng. Mọi thứ trong tự nhiên đều được vẽ nên bằng chiếc cọ vô hình của nước, tạo thành một thế giới không hoàn hảo nhưng vô cùng đa dạng và thông minh. Hiểu được bài học trên đây, cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ tốt đẹp và sâu sắc hơn rất nhiều. Bao dung và thiện lành như nước. Theo quan điểm triết học phương Đông, tất cả sự sống nguyên thủy trên trái đất đều được sinh ra từ nước. Cho nên người ta nói, nước là nguồn gốc của sự sống. Lão Tử dạy rằng, đức hạnh và lòng tốt của con người hãy giống như nước, bởi nước có khả năng nuôi dưỡng vạn vật mà không tranh giành, làm lợi cho tất cả thiên hạ mà không tranh công đoạt lợi. Gặp chỗ thiếu thì chảy vào, thấy thừa thì chảy ra. Trên đời làm mưa, dưới đất thành sông lạch, thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh. Nước thuận theo dòng chảy, nước không có hình dạng vĩnh viễn. Đạo cũng vậy, đạo không cạnh tranh với vạn vật. Với bài học này, Lão Tử dành nhiều ngôn từ để ca ngợi sức mạnh của tính nhu, mềm, của vô vi. Con người cũng nên sống tự nhiên như nước, ở thì chuộng chỗ thấp, ân tình thì chuộng thâm sâu, xử sự chuộng lòng nhân, nói thì chuộng chân thật, cai trị thì làm cho cuộc sống an bình,
làm việc thì hợp với tài năng, hành động thì hợp thời đúng lúc. Con người học từ đặc tính của nước, đó là nước Trường Giang chảy miết không ngơi, dù cuốn theo bao nhiêu rác rưởi mà vẫn luôn thanh khiết. Người thiện thì ta thiện, người không thiện ta vẫn cứ thiện, đó chính là thiện. Trong mọi việc con người đều lưu giữ thiện tâm, lấy thiện đãi người. Dù có chịu thiệt thòi trước mắt thì cũng không mất đi tín niệm trong lòng. Như vậy sẽ được người yêu mến, được trời đất phù trợ, chính là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Người hiểu được bài học này thì tâm mở rộng mênh mông để hòa nhập vào tất cả, hạnh phúc cũng cứ thế ngày càng nhân lên. Biết chịu thiệt chưa chắc đã là thiệt. Trong Đạo Đức Kinh ở chương 28 có viết, vật hoặc tổn chi nhi ích, hoặc ích chi nhi tổn, nghĩa là vật khi bớt đi mà lại tăng thêm, có khi tăng thêm mà hóa ra là bớt đi. Ở đời có lúc nghĩ mình chịu thiệt nhưng hóa ra là được lợi, cũng có lúc được lợi nhưng thực tế là chịu thiệt. Mọi thứ tồn tại đều tuân thủ quy luật âm dương, dương thịnh thì âm suy, âm thịnh thì dương suy. Mấu chốt ở đây không phải âm bao nhiêu, dương bao nhiêu mới thích hợp mà cân bằng âm dương mới có thể hợp nhất với đạo của đất trời. Đôi khi vì lợi ích nhất thời nhưng lại phá vỡ sự cân bằng âm dương, điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định sau này. Có lúc chịu tổn thương tạm thời nhưng lại giúp duy trì cân bằng âm dương, ngược lại sẽ thúc đẩy rất nhiều cho sự hòa hợp về sau. Chính vì vậy các bậc hiền nhân thường chú ý đến sự may mắn và tài lộc hơn là lợi ích. Mà may mắn và tài lộc chính là tác động được tích lũy lâu dài chứ không vì lợi ích và tổn thất hiện tại. Do đó, người xưa tin rằng muốn có may mắn và tài lộc thì cần tích đức và làm việc thiện, trời đất sẽ chăm sóc bạn. Viên Liễu Phàm, một tác giả thời nhà Minh, đã viết: mệnh do kỳ lập, phúc tự kỳ cầu, số phận của mỗi người do bản thân của người đó tạo ra, phúc do bản thân tự đi tìm. Biết thế nào là đủ thì sẽ luôn có đủ. Trong chương 46 Đạo Đức Kinh, Lão Tử giảng: họa mạc đại ư bất chi túc, cửu mạc đại ư dục đắc, cố chi túc, thường túc hỷ. Câu này nghĩa là không họa nào lớn bằng không biết đủ, không hại nào lớn bằng ham muốn có được, cho nên biết thế nào là đủ thì sẽ luôn có đủ. Đại đa số những người gặp thống khổ và phiền não đều bắt nguồn từ chính lòng tham ở bên trong. Càng truy cầu vật chất, bạn sẽ càng tự tăng áp lực cho bản thân. Loại áp lực này không phải từ thế giới bên ngoài mang đến, mà là tự mình chuốc lấy. Thông thường con người đau khổ không phải vì họ có quá ít mà đa phần do sở hữu quá nhiều. Nội tâm ham muốn quá nhiều nhưng thực tế đâu phải lúc nào muốn là được. Vậy nên sống phải có chừng mực, bởi lòng tham không đáy có thể dẫn con người đến vực thẳm. Gạt bỏ những ham muốn không phù hợp trong lòng sang một bên, bạn sẽ thấy mình trở nên thư thái rất nhiều, áp lực trong cơ thể bỗng chốc được giải tỏa. Vậy nên Lão Tử cho rằng người giàu kẻ nghèo quyết định bởi sự biết đủ hay không biết đủ. Biết người là khôn, biết mình là sáng suốt. Trong chương 33 của Đạo Đức Kinh, Lão Tử giảng: chi nhân giả trí, tự chi giả minh. Thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường. Chi túc giả phú, cường hành giả hữu trí. Tức là kẻ biết người được gọi là khôn, tự biết mình là sáng suốt. Thắng người là người có sức mạnh, thắng mình là người mạnh thực sự. Một người thành công phải tự mình thắng được bản thân. Chúng ta thường khó hiểu mình hơn người khác. Thay vì chiến thắng người khác, chúng ta cần chiến thắng chính mình. Theo học thuật Trung Quốc, Yin và Yang là biểu tượng cho hai cực âm và dương trên vòng bát quái, thể hiện sự dung hòa giữa hai thái cực đối lập như sáng, tối, đen, trắng, nam, nữ. Theo đó, vạn vật trong tự nhiên đều tồn tại hai mặt đối lập, hòa hợp, bổ sung và phụ thuộc lẫn nhau. Cuộc sống vật chất đã khiến chúng ta luôn tập trung vào việc kiếm tiền nhiều hơn là lắng nghe nội tâm bản thân. Nhìn từ quan điểm của đạo giáo, những hành động này thuộc về cực dương, là những chuyển động bên ngoài, và chúng ta cần một sự cân bằng giữa hai thái cực. Do đó, Đạo Đức Kinh khuyến khích chúng ta nên dành thời gian để trau dồi cực âm, là nội tâm bên trong của bản thân, học cách hiểu bản thân trước khi hiểu người. Cũng giống như câu thành ngữ nước chảy đá mòn, Lão Tử khuyên chúng ta không nên coi thường những hành động nhỏ, bởi chúng có thể gây ra tác động to lớn về lâu về dài. Trong cuộc sống,
không ai có thể đạt được thành tựu to lớn chỉ sau một đêm, mà phải biết đi nỗ lực không ngừng nghỉ ngày qua ngày. Tương tự, những tham vọng vĩ đại của chúng ta cũng có thể đổ sụp một ngày nào đó nếu những sai lầm của chúng ta cứ tích lũy lớn dần qua thời gian. Câu chuyện 1. Hãy bắt đầu từ việc quét nhà. Thời nhà Hán, có một người bán hàng rong khá tự kiêu tên là Trần Phàm. Người đàn ông họ Trần này rất tham vọng và luôn mong muốn làm nên đại sự, nhưng anh ta sống chẳng có kỷ luật. Vì thế, phòng anh ta lúc nào cũng hôi hám và bừa bộn. Một ngày nọ, Học Cần, một người bạn của cha anh ta, đến chơi. Khi nhìn thấy căn phòng bẩn thỉu của Trần Phàm, ông hỏi, tại sao cháu không dọn phòng đi? Trần Phàm đáp, một người đàn ông có chí lớn như cháu, tại sao phải lãng phí thời gian cho những việc lặt vặt như quét phòng, trong khi có thể tập trung chinh phục thế gian? Học Cần trầm ngâm một lúc rồi nói, đến cái nhà đang sống còn chẳng dọn dẹp cho sạch được, làm sao mà làm được việc lớn? Lời nhận xét khiến Trần Phàm chết đứng. Con người có chí lớn muốn làm đại sự thôi chưa đủ, không biết trân trọng những điều nhỏ bé thì thất bại là điều tất yếu sẽ xảy ra. Câu chuyện 2. Đường đi ngàn dặm, phải bắt đầu từ bước nhỏ trước. Lão Tử từng nói, hợp báo chi mộc, sinh vu hào mạt, cửu tầng chi thái, khởi vu lũy thổ, thiên lý chi hành, thủy vu túc hạ. Hiểu nôm na có nghĩa là, cây cổ thụ hai người ôm mới xuề mọc lên từ cây non còn xanh. Muốn xây dựng tháp cao 9 tầng cần lấy mô đất nhỏ làm móng. Đường đi ngàn dặm, phải bắt đầu từ bước nhỏ trước. Nhà văn nổi tiếng thời nhà Thanh, Bành Đoan Thục từng kể một câu chuyện về hai nhà sư, người giàu có, người lại nghèo túng. Cả hai đều muốn vượt qua biển Nam để tới Ấn Độ thỉnh kinh, cúng Phật. Nhà sư giàu nói với nhà sư nghèo, mấy năm nay, tôi đều thử thuê thuyền băng qua biển, thế nhưng mãi chẳng có kết quả gì. Thầy định lấy gì mà đi thỉnh kinh? Một năm sau, nhà sư giàu có vẫn chưa thể xuất hành, trong khi nhà sư nghèo đã trở về từ chuyến đi thỉnh kinh. Thấy nhà sư giàu ngạc nhiên, nhà sư nghèo chỉ nói, trong suốt cuộc hành trình, tôi chỉ sống nhờ vào một bình nước và một cái bát để xin ăn. Đó là tất cả những gì tôi cần để hoàn thành tâm nguyện của mình. Nhà sư nghèo đạt được mục tiêu nhờ từ từ làm từng bước một, dựa vào sự can đảm và ý chí của bản thân. Ngược lại, nhà sư giàu cứ đắm chìm trong ảo mộng, mải mê nói về ước vọng của mình và chẳng thèm bắt tay vào làm một cách nghiêm túc. Tư duy khác biệt chắc chắn sẽ đem lại những kết quả không giống nhau. Lời nói không thể biến khát khao thành hiện thực. Chỉ có người dám hành động không ngại gian khổ mới có thể hưởng trái ngọt cuối cùng. Câu chuyện 3. San phẳng núi cao. Ngày xưa, có ông lão Ngu Công đã 90 tuổi, sống giữa hai ngọn núi Thái Hành và Vương Ốc ở gần sông Hoàng Hà. Hai ngọn núi này rộng hơn 700 dặm, cao tận 10.000 thước. Bất cứ ai muốn đi qua sông đều phải đi vòng qua Thái Hành và Vương Ốc. Sau nhiều năm chứng kiến chuyện này, Ngu Công cho rằng giải pháp duy nhất là rời núi. Ông cùng con cháu ra núi phá từng tảng đá, đào từng miếng đất. Sau đó, họ vận chuyển đá và đất ra phía bờ biển Bột Hải. Chí Tẩu, một người sống ở gần bờ sông, thấy thế liền cười vào mặt Ngu Công. Sức người hèn mọn, sao có thể san phẳng được hai ngọn núi đó cơ chứ? Ngu Công chỉ lặng lặng đáp, kể cả khi tôi qua đời rồi, các con trai tôi sẽ tiếp tục việc này. Rồi đến đời cháu tôi, chắt tôi, các thế hệ tương lai trong gia đình tôi sẽ luôn gánh vác nhiệm vụ này. Còn hai ngọn núi này thì chẳng thể lớn thêm. Một ngày nào đó, chúng sẽ bị san phẳng. Vậy gì việc gì tôi phải lo? Chí Tẩu nghe vậy thì cứng họng. Mặc dù tuổi cao sức yếu, Ngu Công vẫn luôn tin rằng chỉ cần nỗ lực thì mục tiêu sẽ sớm hoàn thành. Thế rồi, niềm tin và lòng quyết tâm của ông đã được trời cao chứng giám. Ngọc Hoàng sai người xuống giúp ông lão rời núi. Kể từ đó, người đi đường có thể tới sông Hoàng Hà mà không gặp bất kỳ chướng ngại nào. Trên đời chẳng có việc gì khó khăn, quan trọng là tâm ta đủ kiên nhẫn đến chừng nào. Câu chuyện 4. Đại họa bắt đầu từ những sai lầm nhỏ. Người xưa kể rằng, vị vua cuối cùng của nhà Thương cực kỳ quý một đôi đũa bằng ngà voi mà ông được tặng. Biết điều này, Cận Thần Kỳ Tử mới thở dài mà nói rằng,
bệ hạ càng quan tâm đến đôi đũa, sẽ lại càng nghĩ rằng đôi đũa này chỉ hợp dùng với bát làm từ sừng tê rác và cốc bạch ngọc. Có đồ quý như vậy rồi, bệ hạ sẽ lại chỉ muốn dùng chúng để đựng của ngon vật lạ. Ăn quen của ngon vật lạ rồi, bệ hạ sẽ lại khao khát gấm vóc lụa là, cung vàng điện ngọc. Bao nhiêu của quý trong đất nước ta rồi cũng chẳng đủ, bệ hạ sẽ lại đòi bằng được của ngon vật lạ từ nước khác. Từ đôi đũa ấy, ta có thể nhìn thấy kết cục phía trước. Ta không thể nào không lo lắng cho bệ hạ. Rốt cuộc, lời tiên đoán của Kỳ Tử đã thành thật. Trụ vương ngày càng ăn chơi trác táng, chẳng màng tới quốc gia, chỉ đắm chìm trong xa hoa hưởng lạc. Ông cho tăng thuế để xây cung điện với bạt ngàn nào rượu nào thịt. Chính vì vậy, người dân càng ngày càng mất niềm tin vào trụ vương, dẫn tới việc nhà Thương bị lật đổ sau này. Thay vì kiềm chế ham muốn khi chúng còn nhỏ, trụ vương lại để lòng tham lam của mình lấn át lý trí. Chỉ một sai lầm nhỏ cuối cùng lại mang đến đại họa, phải trả giá bằng cả đất nước và mạng sống. Người khôn ngoan nên biết nhìn lại thiếu sót của mình trước khi chúng biến thành vấn đề nghiêm trọng có thể dẫn tới đại họa. Vào thời Xuân Thu, Khổng Tử đã có những đóng góp trong giáo dục, nghi thức và được biết đến như một vị thánh nhân. Nhiều người thường dùng lời dạy của Khổng Tử để làm kim chỉ nam cho bản thân. Ông không chỉ dạy chúng ta cách làm người, mà còn dạy chúng ta cách làm giàu. Và vào thời điểm đó, đệ tử của ông, Tử Cống, cũng là một phú hào. Tử Cống được biết đến như là ông tổ của các thương nhân nho giáo. Đệ tử Nhiễm Cầu cũng là một người quản lý vĩ đại của nước Lỗ. Ông thúc tiến cải cách thuế ruộng, rất giỏi trong việc gia tăng quốc khố. Năm câu nói của Khổng Tử sau đây sẽ cho bạn biết làm thế nào để phát tài trong thầm lặng. 1. Muốn làm giàu, trước hết phải biết phát triển bản thân. Khổng Tử từng dạy, muốn làm việc giỏi thì trước hết phải mài sắc công cụ của mình. Không ai có thể cứu bạn nếu bạn không rèn luyện tốt các kỹ năng của mình và không cố gắng. Ngay cả khi bạn là hậu duệ của gia tộc giàu có, làm sao bạn có thể bảo vệ gia sản khi mà bạn không có tài cán gì? Khi bạn cần tìm người hợp tác, cái họ nhìn không phải là dung mạo của bạn, mà là giá trị bạn có thể mang đến cho họ. Nói đến vấn đề vì sao Tử Cống giàu có, đó là vì ông đã sử dụng kiến thức đã học để quan sát động thái của xã hội. Khi thị trường biến động, ông mua hàng hóa vào với giá thấp và bán nó ra với giá cao. Ông phân tích bí quyết kinh doanh muối, gần biển thì muối sẽ không có giá trị vì nó nhiều như cỏ dại ngoài đồng. Nhưng khi nó được vận chuyển vào Hàm Dương, thì giá trị sẽ được nhân lên gấp nhiều lần. Sự giàu có của một người không thể vượt quá kiến thức mà họ biết. Nếu bạn ngừng học hỏi và nâng cấp bản thân thì sẽ rất khó để chạm được tới hai chữ giàu có. Vì khi cơ hội đến, bạn sẽ không sẵn sàng. 2. Quân tử nên làm điều thiện cho đời, không làm điều ác cho đời. Khổng Tử đã từng khen Nhiễm Cầu rằng, có thể vì xã tắc mà hy sinh thì cũng không còn gì hối tiếc. Nhiễm Cầu đã bỏ ra sức lực và trí tuệ của mình để bảo vệ giang sơn xã tắc. Đây là hy sinh. Nhưng ngược lại, sự cho đi này cũng đã nhận lại được sự công nhận của xã hội, được người đời ngưỡng mộ. Hãy học cách giúp đỡ người khác. Bạn giúp đỡ càng nhiều người thì phần thưởng sẽ càng lớn. Đó được gọi là quá trình tích lũy của cải. Nhiễm Cầu giúp nước Lỗ tiến hành cải cách để tăng cường quốc khố. Hơn nữa, Nhiễm Cầu còn suy nghĩ cho cuộc sống của người dân. Ông mang binh chống quân Tề xâm lược, sau cùng giành được thắng lợi, bảo vệ được hòa bình của quốc gia. Ông còn thuyết phục Quý Khang Tử đón Khổng Tử về nước Lỗ để dạy học và dưỡng lão. Bây giờ, hãy tự hỏi bản thân, mọi thứ bạn đang làm có phải là thứ mà mọi người cần hay không? Nếu cứ ích kỷ, không bao giờ quan tâm đến lợi ích của mọi người, thì sẽ rất khó để trở nên giàu có. Ví dụ như, nơi có đông người, nếu cần siêu thị thì mở siêu thị, người già cần sức khỏe thì bạn hãy tặng sức khỏe, trẻ con muốn vui chơi thì xây công viên trẻ em. Quá trình giúp đỡ người khác cũng là quá trình làm giàu. 3. Cái nhỏ không nhịn, ắt hỏng chuyện lớn. Có nhiều người thường xuyên than vãn về công việc của họ, nào là quá tẻ nhạt, nào là không kiếm ra được bao nhiêu tiền. Họ cho rằng ông trời không công bằng, không cho họ cơ hội phát tài.
Nhưng sự thật thì làm gì có ai giàu ngay chỉ sau một đêm. Đằng sau mỗi sự giàu có, luôn là những góc khuất mà những người chưa giàu không nhìn thấy. Những người biết kiên trì, kiên nhẫn trong một ngành nghề nhất định, đa phần sau này đều sẽ trở thành bậc thầy trong lĩnh vực đó. Một trong những người anh em họ của tôi, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở thì đã nghỉ học và đến Đông Hoàn làm việc. Anh ấy đã chọn một công ty lớn để đặt viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp. Nhiều đồng nghiệp, đồng hương liên tục rời khỏi công ty, nhưng anh ấy vẫn kiên trì ở lại. Kết quả, sau 10 năm, anh được thăng chức giám sát. Anh còn sử dụng thời gian rảnh rỗi của mình để học và thi lấy bằng tốt nghiệp đại học. Cho nên, bất cứ ai có khả năng bay qua bầu trời thì đều đã phải trải qua nhiều năm ngủ đông. 4. Muốn phát tài, nhân phẩm phải tốt. Ví dụ điển hình chính là Tử Cống. Sau khi giàu có, ông đã nhiều lần giúp đỡ nước Lỗ chuộc lại được không ít nô lệ từ các quốc gia khác. Khi Khổng Tử qua đời, ông căn dặn các đệ tử của mình hãy sắp xếp tang lễ theo nghi thức phụ tử. Tử Cống khi đó đã xây dựng một gian nhà nhỏ trước khu mộ của Khổng Tử và thủ hiếu tận 6 năm. Tôn sư trọng đạo, hiếu thuận trưởng bối. Đây là nhân phẩm, cũng là châm ngôn vàng trên con đường truy cầu tài lộc. Khi mọi người đều biết bạn là một người trung thực và đáng tin cậy, thì họ sẽ dễ dàng mở lòng và muốn hợp tác cùng bạn hơn. Ngay cả khi bạn không có tiền, thì họ vẫn sẵn sàng hỗ trợ bạn. 5. Muốn làm giàu thì phải tuân thủ quy tắc. Đệ tử của Khổng Tử, Tử Lộ, khi vừa ra ngoài thì nghe được tiếng hét, có người rơi xuống nước. Ông không ngần ngại chạy qua, nhảy xuống nước, vớt người kia lên. Sau đó, người được cứu đã tặng Tử Lộ một con bò để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Lúc bấy giờ, mọi người đều bàn tán. Tên Tử Lộ này thì ra là cần phí trả ơn. Khổng Tử biết chuyện liền nói, cứu người rơi xuống nước, được nhận báo đáp đó là lẽ thường tình, nếu không muốn gọi là quy tắc. Từ đó về sau, những ai cứu người thì đều nhận được phần thưởng báo đáp. Dần nó cũng đã trở thành một luật bất thành văn trong xã hội. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, những quy tắc này đôi khi là bắt buộc. Đôi khi lại phải xem nhân phẩm của một người, xem họ có muốn tuân thủ theo hay không. Nếu muốn thành công, tuyệt đối đừng làm loạn những quy tắc này. Tôi từng đọc được một mẩu chuyện nhỏ như thế này. Có một nhân viên lẻn vào văn phòng của sếp vào nửa đêm để ngủ. Khi bị phát hiện, sếp mới biết rằng thì ra nhân viên này là một sinh viên đại học. Gia cảnh nghèo khó, không có tiền nên mới trốn vào công ty vào mỗi đêm để có chỗ ngủ. Nhưng công ty có quy tắc riêng, tự ý đột nhập vào công ty thì phải bị sa thải. Người sếp đó đã không ngần ngại sa thải anh nhân viên, nhưng sau đó lại tặng cho anh ấy một số tiền. Nên nhớ, giúp đỡ và quy tắc là hai chuyện khác nhau. Một người rõ ràng được trong hai việc này chính là một người lãnh đạo giỏi. Đường tiền tài ắt cũng sẽ rộng mở hơn. Ông trời không bạc đãi bất kỳ ai. Cơ hội kiếm tiền luôn xuất hiện ở khắp mọi nơi. Điều quan trọng là bạn có đủ bản lĩnh để nắm bắt được nó hay là không. Hãy tĩnh lặng và rèn giũa bản thân, rồi sẽ có một ngày bạn cũng sẽ trở thành một viên ngọc sáng. Thời kỳ chiến quốc cách đây khoảng 2.500 năm, danh tướng Tôn Vũ của nước Ngô đã để lại bộ binh thư binh pháp Tôn Tử có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều đời sau. Bộ binh thư này không chỉ là sách gối đầu giường của nhiều lão tướng thời xưa mà còn là cuốn sách yêu thích của rất nhiều doanh nhân châu Á nổi tiếng. Đặc biệt, các doanh nhân người Nhật Bản và Hàn Quốc rất thích nghiên cứu trí tuệ được ẩn chứa trong binh pháp Tôn Tử. Ở Nhật Bản, binh pháp Tôn Tử có thể được đánh giá là trường thịnh không suy, có ảnh hưởng sâu rộng. Đây là một hiện tượng thú vị vì binh pháp Tôn Tử là bộ binh thư xuất hiện vào thời Chư Hầu cắt cứ Xuân Thu Chiến Quốc ở Trung Hoa xưa, vậy mà lại ảnh hưởng sâu rộng ở nước ngoài thay vì ở Trung Quốc hiện đại. Thật ra, trong xã hội Nhật Bản hay Hàn Quốc, sự vận hành của giới doanh nhân bên cạnh cạnh tranh gay gắt ra còn coi trọng chiến lược, coi trọng đạo lý, phải có cả thương đức lẫn thương tài. Điều này rất khác so với văn hóa doanh nghiệp tại Trung Quốc ngày nay. Điều doanh nhân Nhật Bản và Hàn Quốc quan tâm đến không phải chỉ là phương pháp chiến thắng mà còn là những đạo lý khiến cho việc kinh doanh trở nên mềm dẻo hơn, biết tiến lui linh hoạt hơn. Chẳng hạn câu nói nổi tiếng nhất trong binh pháp Tôn Tử là chi bỉ chi kỷ,
bách chiến bất đãi, biết địch, biết ta thì trăm trận cũng không gặp nguy. Trong cuộc sống, việc biết mình biết người là vô cùng quan trọng. Khi đã hiểu rõ đối phương, hiểu rõ mình thì mưu kế mới sáng tỏ, sách lược cũng rõ ràng. Không biết người, chỉ biết mình thì hóa thành tự phụ. Biết người mà không biết mình lại hóa thành tự ti. Không biết người cũng không biết mình thì chính là ngu tối. Sau khi biết người biết ta rồi thì Tôn Tử dạy là chi khả dĩ chiến giữ bất khả dĩ chiến giả, thắng. Ý nói người làm tướng mà biết lúc nào có thể đánh và không thể đánh thì có thể thắng trận. Trong cuộc sống, người biết tiến biết lùi, biết nhanh biết chậm, hiểu rõ thực hư, xét việc rõ ràng, tỉnh táo minh bạch mới đương đầu được với những tình thế hiểm hóc, mới có thể định tâm vững vàng trước thử thách phong ba. Biết được có thể thắng hay không rồi thì mới lập kế hoạch. Phu vị chiến nhi miếu toán thắng giả, đắc toán đa giả. Vị chiến nhi miếu toán bất thắng giả, đắc toán thiểu giả. Trước khi bắt đầu chiến tranh mà nhắm chiến thắng là do kế hoạch mưu tính được chuẩn bị chu đáo nhiều mặt. Còn trước khi bắt đầu chiến tranh mà nhắm không thắng là do kế hoạch không chuẩn bị cẩn thận mà thôi. Trong quá trình chiến trận thì Tôn Tử lại giảng rằng dụng binh tác chiến phải giống như nước chảy, không có hình thức cố định, có thể căn cứ vào tình hình biến hóa của địch mà giành thắng lợi. Đây cũng được gọi là dụng binh như thần. Tình thế trên chiến trường thay đổi khôn lường, không nên câu nệ vào hình thức mà nên giống như nước, thứ vốn không có hình thái cố định. Rót vào bình tròn thì nước hình tròn, vào bình vuông thì nước hình vuông. Trong cuộc sống cũng vậy, nhiều khi tình thế còn nguy hiểm, gian nan hơn cả trên chiến địa. Người cơ trí, linh hoạt, chủ động ứng phó, không máy móc giáo điều dập khuôn mới có thể thành công. Tuy nhiên dùng binh là có cảnh giới khác nhau. Tôn Tử không tôn sùng việc đánh nhau, mà cho rằng việc nhà binh còn có cảnh giới cao hơn thế nhiều. Bất chiến nhi khuất nhân chi binh, thiện chi thiện giả giả. Đây là câu nói phản ánh nội dung quan trọng nhất trong tư tưởng nhà binh của Tôn Tử. Tôn Tử chỉ coi chiến tranh là biện pháp hạ sách nhất, động binh là chiến lược bất đắc dĩ phải dùng mà thôi. Trong phép dùng binh, có thể khiến cho toàn bộ nước địch đầu hàng là thượng sách, đánh tan tành nước ấy chỉ là thứ sách. Có thể khiến quân địch đầu hàng là thượng sách, đánh tan tành quân địch chỉ là thứ sách. Có thể khiến tất cả binh lính địch đầu hàng là thượng sách, đánh giết tất cả chỉ là thứ sách. Cho nên, để đánh thắng quân địch, tài trí nhất là biết dùng mưu, thấp hơn thì dùng các biện pháp ngoại giao, thấp hơn nữa là dùng vũ lực, hạ sách nhất mới phải đánh. Không chiến mà thắng là cảnh giới cao nhất của binh pháp vậy. Điều này cũng là một đạo lý làm người. Trong cuộc sống, tranh giành với nhau thì chính là hạ sách. Có thể thu phục được lòng người, có thể ở trong chốn tôn sùng lợi ích tranh đấu đấu mà làm được vô tranh thì là cảnh giới cao, là thắng lợi hoàn mỹ rồi. Cũng vì những tư tưởng thâm sâu, trình bày từ thấp đến cao, lại coi trọng đạo nghĩa, nên binh pháp Tôn Tử mới có thể trường thịnh. Bởi thế mà cùng với sự tôn trọng người lao động, những doanh nhân nước ngoài ở Nhật Bản hay Hàn Quốc hiểu rằng một quyết định của người kinh doanh có ảnh hưởng đến mấy ngàn, thậm chí mấy vạn công nhân, cùng với tiền đồ tương lai của xí nghiệp. Cho nên, quyết định trọng đại của họ thường không thể không cân nhắc, không thể không do dự. Rất nhiều người kinh doanh lại tìm kiếm linh cảm và trí tuệ trong các tín ngưỡng hay trong các cổ thư như binh pháp Tôn Tử. Muốn thay đổi thế giới, trước hết hãy thay đổi chính mình. Tương truyền rằng trong khu mộ tại nhà thờ Westminster, London, Anh Quốc, giữa những tấm bia mộ của nhiều nhà lãnh đạo và những người nổi tiếng thế giới, có một tấm bia mộ đặc biệt ghi lại vài lời tâm sự khi sắp lìa đời. Có người cho rằng đó là một bài học cuộc sống sâu sắc, có người lại nói đó là một nhân cách hướng nội, cũng có người lại liên tưởng tới triết lý tu thân, tể gia, trị quốc, bình thiên hạ thay đổi chính mình để thay đổi thế giới nổi tiếng của phương Đông. Kỳ thực, đây là một tấm bia vô danh, dù nó ở cùng nơi với bia mộ của những người nổi tiếng như vua Hannibal, George II, cho đến những xác lì Dickens, Isaac Newton, Stephen Hawking. Một tấm bia vô danh nằm cạnh các danh nhân như vậy, xem ra có phần nhỏ bé. Tuy nhiên nhiều người lại xúc động khi đọc những dòng chữ khắc trên tấm bia mộ này. Khi tôi còn trẻ, còn tự do, trí tưởng tượng của tôi không bị giới hạn, tôi đã mơ thay đổi thế giới. Khi tôi đã lớn hơn, khôn ngoan hơn, tôi phát hiện ra, tôi sẽ không thay đổi được thế giới,
Vì vậy tôi rút ngắn ước mơ của mình lại và quyết định chỉ thay đổi đất nước của tôi. Nhưng cũng như vậy, dường như đất nước không thể thay đổi được. Khi tôi bước vào những năm cuối đời, trong một cố gắng cuối cùng, tôi quyết định chỉ thay đổi gia đình tôi, những người gần nhất với tôi. Nhưng than ôi, điều này cũng là không thể. Và bây giờ, khi nằm trên giường, lúc sắp lìa đời, tôi chợt nhận ra. Nếu như tôi bắt đầu thay đổi bản thân mình trước, lấy mình làm tấm gương, thì có thể thay đổi được gia đình mình. Với sự giúp đỡ, động viên của gia đình mình, tôi có thể làm điều gì đó thay đổi đất nước. Và biết đâu đấy, tôi thậm chí có thể làm thay đổi thế giới. Người phương Đông thời xưa cho rằng tiểu trung hữu đại, trong cái nhỏ có cái lớn, giọt nước nhỏ không ngừng chảy xuống có thể làm mòn tảng đá, mồi lửa nhỏ cũng đủ để đốt cháy cả cánh đồng. Việc nhỏ không nhịn sẽ làm loạn chí lớn, mỗi ngày một việc tốt đủ để kết nhiều thiện duyên. Bất cứ đại thiện nào cũng cần tích lũy từ tiểu thiện mà thành. Không ai có thể một bước trở thành anh hùng. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân. Chính vì thế con người muốn thay đổi thế giới thì trước hết phải thay đổi chính mình, phải bắt đầu từ việc tu thân. Sau đó mới đến tể gia, trị quốc, rồi mới bình thiên hạ được. Trong cuốn Hậu Hán Thư có ghi chép một câu chuyện như thế này. Thời Đông Hán có một thiếu niên tên là Trần Phiên. Trần Phiên luôn tự cho mình là siêu phàm, cho nên một lòng muốn gây dựng sự nghiệp lớn. Một hôm, người bạn Tiết Cần đến thăm, nhìn thấy Trần Phiên sống một mình trong căn nhà vô cùng bẩn thỉu, liền nói với bạn, vì sao không quét dọn nhà để tiếp đãi khách? Trần Phiên trả lời, đại trượng phu xử thế, nên quét thiên hạ, sao lo quét một nhà? Tiết Cần liền lập tức hỏi ngược lại, một nhà không quét, sao có thể quét thiên hạ? Trần Phiên hiểu ra và không thể nói được lời nào nữa. Đây chính là điển cố một nhà không quét, sao có thể quét thiên hạ? Bởi thế, Nho gia khi bàn về chuyện tu thân thì đặt nó xếp sau cách vật, trí chi, thành ý, chính tâm. Cách vật và trí chi có ý là tìm tòi nguyên lý của sự vật để hiểu biết đến tận cùng. Thành ý nghĩa là không tự lừa dối mình. Khi sống với người khác phải như thế, nhưng khi sống một mình cũng phải như thế. Nội tâm phải như thế mà biểu hiện ra bên ngoài cũng phải như thế. Chính tâm là dạy người ta đề phòng dục vọng cá nhân, khắc chế những điều xấu, luôn giữ vững lương tri và chuẩn tắc làm người. Tu thân, kỳ thực có ý là tu dưỡng, sửa đổi, nghiêm khắc với lời nói và hành vi của mình. Tu kỳ dĩ kính, tu kỳ dĩ an nhân, tu kỳ dĩ an bách tính. Một người có thể tu chính mình thì sẽ có được sự tôn trọng của người khác, lại có thể mang lại sự bình an cho người khác và cho mọi chúng sinh trên mặt đất này. Trong mỗi con người đều có cả hai nhân tố thiện và ác. Nhưng con người tự cổ chí kim luôn lấy thiện làm chủ. Đó là giá trị quan phổ quát của nhân loại. Đạo tu thân về cơ bản chính là kiềm chế phần ác và phát triển phần thiện của bản thân. Một người có tự trọng, có lý trí cần phải luôn nghiêm khắc với chính mình. Suy ngẫm về ngôn từ, hành vi hàng ngày của mình và xem xét ý nghĩ của mình có phù hợp với thiên lý hay không. Sau khi không ngừng tu chỉnh bản thân, hàm dưỡng nên đức hạnh cao thượng thì người đó sẽ mang trên mình trọng trách với xã hội. Bởi vì thông qua không ngừng giáo dục và cảm hóa, con người có thể quay trở về với bản tính lương thiện của mình. Nên trách nhiệm của một người chính trực là đánh thức lương tri, bản tính của những người khác, giúp họ quay trở về với con đường chân chính. Thế nên cổ học tinh hoa mới có lời bàn rằng, trong khi nhân tâm thế đạo suy đổi, mình là người còn đứng vững được, thì sao lại chịu suy đổi với thiên hạ cho cùng trôi một loạt? Vì nếu ai cũng như thế cả, thì còn đâu là người cảnh tỉnh được kẻ u mê để duy trì lấy nhân tâm thế đạo nữa. Cho nên những người thức thời, có trí, dù ở vào cái đời biến loạn đến đâu, cũng không chịu đắm đuối vào cái bất nghĩa. Khác nào như cây tùng, cây bách, mùa đông sương tuyết mà vẫn xanh, như con gà trống, mưa gió tối tăm mà vẫn gáy. Những bậc ấy chẳng những thế mà thôi, lại còn đem bao nhiêu tinh lực tâm trí ra, cố gắng giữ lấy phong hóa mà dìu dắt, mà đưa đường cho những kẻ u mê đắm đuối, coi sự làm việc nghĩa, sự cổ động việc nghĩa như cái chức vụ của mình phải làm vậy.